Hậu thẩm mỹ, bà Nhân và Quỳnh Trần GP đều tự tin tham gia trên biến hình, nhan sắc thăng hạng thấy rõ. Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau anh nhớ mà, nơi chốn này hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Thôi nhé chúng ta đành lướt qua nhau như phím đàn, người ôm giấc mơ này nhung nhớ mẹ bà. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Những video biến hình luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng top top. Trong đó, Quỳnh Trần GP hậu phẫu thuật cũng bắt đầu đu trend này nhiều hơn. Ở lần đầu đu trend, nữ YouTuber gây ấn tượng với gương mặt mộc không son phấn, đôi mắt hậu nhấn mí khá tự nhiên, lông mày cũng sắc sảo và thanh thoát hơn, nhưng chỉ 2 giây sau đó như lột xác thành người khác với gương mặt được make up kỹ càng vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, ở lần đầu Quỳnh Trần cũng còn có vẻ hơi bỡ ngỡ nên có vẻ cũng còn ngại ngùng và rụt rè lắm. Thậm chí, để ý có thể thấy, ở lần biến hình này cô nàng đã tự tin diện những bộ cánh khoát sau. Ở lần tiếp theo thì Quỳnh Trần vừa đầu tư hơn, cũng vừa tiến bộ trong thần thái. Với chiếc trend năm ấy chúng ta cùng hẹn ước thì Quỳnh Trần GP đã make up xấu để phần biến hình nhìn lộng lẫy hơn nữa. Phần nhép miệng theo nhạc của nữ YouTuber cũng vô cùng đúng, khiến cộng đồng mạng phải cảm thán, biết đâu trong tương lai cô nàng sẽ là một trong những cái tên cộm cán của làng biến hình top top. Hơn nữa, nhan sắc của Quỳnh Trần GP hậu phẫu thuật thẩm mỹ đã thăng hạng hơn. Dễ thấy nhất chính là phần mỡ thừa cùng bọng mắt to khiến Quỳnh Trần GP trước kia trông mệt mỏi, già nua đã biến mất hoàn toàn. Nhờ vậy mà trông cô trẻ trung cũng như có sức sống hơn. Ở chiếc trend này, bà Nhân Vlog cũng vô cùng nhiệt tình tham gia. Chỉ có điều khác với Quỳnh Trần thì bà Nhân nhìn có vẻ nhép như không nhép, bởi vì lời bài hát đi một đường còn khẩu hình cô lại đi một nẻo. Đã thế, bà Nhân còn có thêm một bạn diễn phụ là ông chồng Nhật. Tuy nhiên nhan sắc trước và sau khi biến hình của cô cũng nhận về rất nhiều lời khen ngợi vì vô cùng xinh đẹp. Ngoài phần biến hình thế này, bà Nhân còn có video chia sẻ nhan sắc của mình từ trước đến nay. Từ hình ảnh có thể thấy vào thời điểm đó, bà Nhân chưa can thiệp y khoa nên gương mặt vẫn giữ được những đường nét tự nhiên nhất. Mặc dù những đường nét trên khuôn mặt của bà Nhân Vlog ngày ấy không quá xuất sắc nhưng được cho là rất phù hợp với độ tuổi bởi vẻ dễ thương, đáng yêu. Có thể dễ dàng nhìn thấy, hậu thẩm mỹ, nhan sắc của cả Quỳnh Trần GP và bà Nhân đều vô cùng thăng hạng. Thêm vào đó, việc chú ý vào cách trang điểm và ăn mặc cũng giúp hình ảnh của cả hai ngày càng ưa nhìn, nhận được sự yêu mến của khán giả. Ai cũng phải khen ngợi nhan sắc của hai chị em và cho rằng kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những đau đớn mà cô đã trải qua. Dù phần tham gia biến hình của Quỳnh Trần GP và bà Nhân Vlog vô cùng được yêu thích nhưng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Bởi vì theo nhiều người thì hiện tại lướt đâu cũng nhìn thấy video biến hình. Hơn nữa các trend biến hình dù mãn nhãn thật nhưng cũng cứ hao hao nhau, chẳng có gì đặc sắc mấy. Tuy nhiên cũng có người cho rằng điểm chính của những video biến hình chỉ là nhan sắc xinh đẹp của những người tham gia mà thôi, cũng chỉ là với mục đích giải trí chứ không cần đặt quá nặng như thế. Có thể thấy, dù là có chút bội thực với trend biến hình nhưng phải thừa nhận rằng những video này vô cùng cuốn, cứ coi mãi không dứt mà thôi. Giống như phần tương tác trong video biến hình của Quỳnh Trần GP và bà Nhân cũng là một phần để chứng minh sức hút của nhan sắc. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!